thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biết mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt sao tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phân minh kết thành. Sắp bề sắp ta quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nip tuốt ca hòn tu aya ba ba cha hòn tu ani ga hòn tu ni ya yu kha hòn tu aro ga hòn tu sắm bát tê thi sắm bát chân tu su khi an ta năng ba ri ya ra tu đúc khắp bát ta cha điệp đút kha ba ya bát ta cha niệm ba ya số khắp bát ta cha niệm số kha hòn tu sắm bê bi pa ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trai lẫn nhau, hay cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bình hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. U kha sa ma dâm phần tê quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa phanh chắc. Di la ni ya cha ma bạch hoa đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du đi dâm bi ma dâm phần tê quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha phanh chắc. Di la ni ya cha ma bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì ta ti dâm bi ma dâm phần tê quy sung rắc ca na tha ya ti sa ra nê na sa ha phanh chắc. Si la ni ya cha ma bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba và nam mô bút tha giá. Con thay mặt cho tất cả thiện nam tín nữ, con kính dâng biết đến ngài trí đức, thay mặt cho chư đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến cho hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay, con kính dâng biết đến cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Sa Di Đà Phật. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyaṃ vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì đức tỳ dâm bị đắc mong sợ nâng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì đức tỳ dâm bị sanh cá hung sợ nâng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì tạ tỳ dâm bi bút đăng sa nâng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba tạ tỳ dâm bi đắc mong sa nâng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba tạ tỳ dâm bi sanh cá hung sa nâng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba
Dạ. Bụt thăng sa ra năng gát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Thầm măng sa ra năng gát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sẵn khăn sa ra năng gát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đô ti dâm bi bút thăng sa ra năng gát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti dâm bi thẩm măng sa ra năng gát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti dâm bi sẵn khăn sa ra năng gát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thăm măng sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sẵn khăn sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì sa ra ca năng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ a ma phan đê dạ xin văn ba na thi ba ta vừa ra mà đi sẽ có đang samad dạ mi. Còn xem bằng giờ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Đinh nai đa na quê ra mặt đi sẽ khó bất năng sơ mặt dạ mi. Còn xem bằng giờ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê sơ mi chá cha ra quê ra mặt đi sẽ có với thằng sơ mạnh dạo mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Một xa hoa đa quê ra mặt đi sẽ có với thằng sơ mạnh dạo mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sự ra mê ra dạ mạnh chà pa mai đát tha na về ra mạnh đi sẽ khó với năng sa ma đi dạ mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự dây uống rượu và các chất say. Ba na ti pa ta quê ra ma đi sĩ kha ba tăng sa ma đi dạ mi. Con xin văn giữ điều học là cội tránh xa sự sắc sanh. A din na da na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là cội tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ điều học là cội tránh xa sự tà hạnh. Musa wada quê ra mani sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ đều học là cội tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya mat cha pa ma da đát tha na quê ra mani sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin văn giữ đều học là cội tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ít mai ni bánh cha sĩ ca bạc đà ni sa tu căng ca toa ngập ba ma đê na ni cha ca lăng sâm ra khi tập băng. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan te ya sin văn.
Chỉ lệ na su ca tinh doanh tị Chỉ lệ na phu các sâm bác đại Chỉ lệ na ni phu tinh doanh tị ta chí mai Si lăng vị sô tha dê Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Sa thu sa thu lành thay và dạ, chúng con xin sám hối Phật pháp tăng. Uttamang ghe na quan đề hằng ba đa ban sum qua rút ta mang bút thề vô kali tô đô so bút thô kham tu tăng ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân đức Phật là đẳng chi tôn chi thanh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đêm Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đề hằng thầm mạnh cha đu quý thầm quá rằng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đề hằng sẵn khăn cha đu quý thô ta măng sẵn khê vô ca li tô đô sô sẵn khô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính thỉnh ngài trở lại nhận biết mà bạch ngài hoan hỷ chúc phúc qua cho chúng con cho trọn vẹn ngày hôm nay con xin kính nhận biết đi ngài. So Thalatho Sukhito Varunaho Bodhasa Sane Arogo Sukhito Hoi Saha Sabbe Nyati Phi Sa Thalatha Sukhita Varunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Phi Te Thalatha Sukhita Varunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Ta Saha Sabbe Thị nhà tị phi cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thay. Akasatha chabumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tu sasanang Akasatha chabumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tu rakkhaghe Akasatha chabumatha dewanaga mahitika Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nhà ta yô. A ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi tích ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu ba ni no. A ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi tích ca. Bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng sa khăn tu no sa ra. Chư thiên ngự trế như không địa cầu thường ngự rõ thông mọi đều lòng vương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chủng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tịnh tăng ngõ hầu siêu sanh
Yang kinh chi cú sa la cam bằng ca ta bằng ki đi yang ma ma ca ye na qua cha ma na sa ti ra se su ga tăng ca tăng ye sát ta sai ni no a ti ye sát ta a sai ni no ca tăng bun nhập pha lăng mây hằng sắp bề pa ghi pa quan tu te ye tăng ca tăng su quy đi tăng định năng bun nhập pha lăng ma ya ye cha tát tha na cha năng ti đề qua gần tòa ni quê na yum sắp bê lô ca hi ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nu nhang phô yang na sắp bê la phan tu ma ma se sa ti phước căn con đã tạo thành võ thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cũng trời đau lợi thọ nhạc chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bất trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ấy chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rày lại đêm hồi hướng hiện nay pháp cùng mà chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mang đường xin thâu phước bao cung dưỡng ngõ thành thực phẩm mũi hương thoa lòng phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ nay cho đến siêu sanh niết bàn hễ làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhận duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát kê liền kiểm sao nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hằng đô nguyện thoát bao tay nước lửa binh nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kê cha nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện gìn tam học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tam lân ai lợi danh nguyện tu tinh tăng không giải đài nguyện sau đạo quả sớm viên thành chỉ thành miệng vái tâm cầu chữ thiên lớn nhỏ bất cao bất nào bổn tầng sắc nước rộng cao xin nghe hiểu biết nghiện vào trở duyên đặng tâm sáng kiến phát liền biệt nơi đang sắp bài tuyên vừa người giàu ai càng say luận dư chuyện lòng tỉnh tăng ngăn trừ sự lui chữ thiên dục giới hưởng vui vừa nghe cầu khấn tạm ngừng xẹt qua từ trời tha hóa cao xa đến cung đạo lợi bao la năm tầng dầu lòng bác ngay họ xưng thấy đều bổ cao chuyển lưng sắp bài vị nào hoan hỷ cầu đây ra ân trợ giúp chẳng chài mãi xong hiện nay con rất hết lòng mong cho thiên tướng oai phong bốn ngày thường luận an lạc vui thay tránh xa khổ não hàng ngày tiến lên đặng ngôi nguyên soi vững bền lòng từ ủng hộ các nền dẫu chăng chẳng này khó nhọc ra ăn chúng con hữu sự có nhân nên cầu vì e công chuyện trễ lâu làm cho nhiều kẻ âu sầu thẳng tâm nhờ ngài xuân lĩnh quyền thăm chữ thiên lòng tổ quan lâm giúp thành rất là ân trọng cao thanh chúng con ngồi hướng phước lành kính dân chữ thiên lớn nhỏ các tầng tùy hủy công đức đồng tịnh tử duyên y đằng vô nhà ti năng hô tu suốt khi ta hôn tu nhà ta vô y đằng vô nhà ti năng hôn tu suốt khi ta hôn tu nhà ta vô y đằng vô nhà ti năng hôn tu suốt khi ta hôn tu nhà ta vô nguyện thân tâm nguyện thân nhân quá vãng
thừa hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng qua bùn nhân đa năng asa quát và quá hành hồ tú, xin cho sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày. Và nam mô Bụt Thà giá, con xin hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con, và xin được hưởng cái phần phước hôm nay chúng con đã trong sạch tạo ra, và xin các chư thiên ở các chùa Tịnh Đạt và chư thiên ở trong trung Phật giáo Nam Truyền hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Sau khi thọ nhận rồi thì được an vui lâu dài, và xin hộ trì cho tất cả ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng được an vui. Và con cũng xin chia đồng đều cái phước này đến cho thứ nhất là con xin kính dâng lên Ngài Chí Đức được an trong sức khỏe, và con cũng xin chia đồng đều cho đến tất cả thiện nam tín nữ thọ hưởng phận phước này được an lành sức khỏe, ăn lành sức khỏe. Dạ con kính dâng miết lại cho Ngài ạ. Con xin hết. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Bây giờ 4 giờ 28 phút, tức là cái thời gian mà lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới cùng dư 2 phút. Mặc dù hôm nay Sư Tâm Phương có một bài kinh tiếng Việt nghe cũng hơi lạ lạ. Quý vị có nghe bài kinh đó cũng hay á ha, hơi dài, nghe lạ lạ. Chắc vì cái bài kinh đó mà Sư Tâm Phương hôm nay lễ bái Tam Bảo sớm ha, lễ bái Tam Bảo sớm, cái phần lễ bái Tam Bảo cái quan trọng là ân đức của Tam Bảo. Thì trong cái phần ân đức của Tam Bảo thì ân đức của tăng có bốn đôi tám chúng ha, tăng có bốn đôi tám chúng. Mà cái chỗ này á thì phần tiếng Việt á, Sư Tâm Phương đọc còn hơi bị bắt một chút ha, chỉnh lại. Rồi cái phần hồi hướng, câu Pali quan trọng: Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi tào hồn tu nhà ta dồ ha. Và cái phần hồi hướng này không nên đọc cái bằng giọng kể, mà đọc bằng cái giọng kinh á thì chúng ta nghe nó rõ ràng. Mà thân quyến thuộc của chúng ta cũng nghe rõ ràng, bởi vì trong cái cảnh giới vô hình họ đâu có nghe tiếng Việt đâu. Họ là Phật tử thì họ nghe tiếng Pali, dù đất nước này đất nước kia, nhưng mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta khi mà nghe Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hôn tu nhà ta vô, thì như vậy chắc chắn rằng khi mà mình hồi hướng như vậy, nó ngắn mà gọn mà, cho nên mong Sư Tâm Phương ha chú ý lại mấy chỗ này ha. Còn cái bài kinh mà tiếng Việt á, bài kinh nó hay, mới nghe lần đầu cũng rất là hoan hỷ. Rồi kính lễ Thượng Tọa Quán Không, kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng.
Hôm nay đạo tràng của chúng ta rất là hoan hỷ cùng đón Thượng tọa Quán Không. Thượng tọa Quán Không đã sinh hoạt trên cái room của chúng ta một thời gian dài và cũng nghỉ một thời gian dài để rồi hôm nay trở lại với đạo tràng. Chắc chắn rằng trong đạo tràng của chúng ta có nhiều vị biết về Thượng tọa Quán Không. Và hôm nay thì Thượng tọa Quán Không đến với đạo tràng cái giờ của huynh Pháp Hữu. Huynh Pháp Hữu thì không biết bận công việc gì, cũng không cho chúng tôi biết lý do. Thì bây giờ Thượng tọa Quán Không sẽ điền khuyết, khi nào huynh Pháp Hữu đến thì tính sao ha. Bây giờ thì Sĩ Tâm Phương, đây là một cái vấn đề mà thích hợp với Sĩ Tâm Phương nè. Bây giờ Sĩ Tâm Phương đại diện đạo tràng kể thỉnh Pháp Sư Thượng tọa Quán Không, và Thượng tọa Quán Không sẽ cho chúng ta một cái đề tài 10 cái điều để tạo ra phước. Vậy là Sĩ Tâm Phương hoan hỷ ha. Rồi đưa bàn tay lên kệ thỉnh Pháp Sư. Rồi mời Sĩ Tâm Phương. Dạ con kính cảm ơn Ngài. Dạ con xin kính mời tất cả Phật tử và Tâm Phương chúng ta cùng thỉnh bài Pháp Sư. Nam mô Tăng Gia Phá Gá Quang Tô A Ra Ha Tô Sâm Ma Sâm Bồ Tát Sa. Nam mô Tăng Gia Phá Gá Quang Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Chalokathipati Sahambati Katang Chali Ang Thiwarang Ayachathang Sangti Thasatha Parachakachatikang Đề xê tu thâm măng à nụ khâm bi măng ba chăng. Sa thâm ma bê rinh quỳ na chăng cha ca yăng. Su tăng cha bánh đăng à thi băm mắt cha măng. A cô ta yên tô cha tu cha cha đăng đăng ba bô tha nay ye ba ni yan man chen phạm thiên văn ngâm ngồi khẩn khôn năm Phật nhận lời những chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vương lọc gia ngày dời chẳng sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đã mưa lạnh rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cớ trích rõ ràng, thỉnh Ngài thiết pháp đôi đàn tử bi,
chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đường trí tri vang toàn. Dạ Nam Mô Bố Thầy. Dạ, dạ chúng con hôm nay rất là hân hạnh và dạ, được thỉnh Đại Đức Quán Không dạ để ban bố cho chúng con thờ pháp. Nên con xin đại diện cho tất cả Phật tử, con kính dâng miết đến cho Đại Đức và ngưỡng mong Đại Đức hoan hỷ nhận miết để thuyết cái bài pháp hôm nay cho chúng con. Con xin kính dâng miết lại đến Đại Đức ạ. Alo, 123, 123, sao im ru thế này? Rồi, thương tưởng không có chốt máy mà. À, khi tâm phương lại làm tròn bốn phận. À, rồi, thương tưởng không có nghe, nghe không ạ? À? Xin cho xin bàn tay. Đức Phật thì Ngài thuyết về tuần tự pháp, tức là năm pháp liên tục với nhau. Còn ở đây chúng ta có ba pháp thôi. À, ba pháp có nghĩa là đưa tay, rồi cầm mic, rồi xuống mic. À, ở đây chỉ có ba pháp. Đưa tay rồi ha, bây giờ cầm micro, khi nào người ta bỏ mic xuống là mình cầm micro. Và khi nào mình xuống thì mình tắt ha. Rồi, cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thỉnh lễ chư Tôn Đức Tăng kính chào quý Phật tử cùng đồng tu tập trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý Phật tử cùng đồng tu. Dạ, từ khi đi vào với thời pháp thì cũng xin để bài tam bảo một cách tổng quát. Alo, 123, 123. Quý vị thông cảm, thời gian trước đến với đạo tràng, miệng của Đại Đức Quán Không la lớn lắm, âm thanh rất là tốt. Nhưng mà bây giờ thì trở lại đạo tràng có vẻ mắc cỡ ha.
có bị mắc cỡ à, cho nên ngài sĩ ca sĩ Kim nữa sau ngày thì thầm hả? Thì thầm còn đỡ chứ còn à, càm ràm lầm bầm cái đó mới mệt à, thôi quý vị quan hỷ chờ cho thượng tọa Quán Thông chỉnh âm thanh lại ha, bởi vì 10 cái cách để mà tạo phước đó là một điều rất là lợi ích cho cuộc tu của chúng ta ha. Thì quý vị cũng thông cảm à, mà trước tiên là cái pháp nhẫn nại à, nhẫn nại rồi khi nào mà thượng tọa Quán Không đưa tay à, khi đó chúng tôi mới nhường mic à, gọi là trình tự pháp à, nghĩa là một cái phương pháp trình tự từ từ có ba điều thôi, đưa tay, điều thứ hai cầm mic. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng đến chào quý cô quý thiện hữu trí thức trong làng căn. Dạ, bây giờ âm thanh nó có bị re, bị nhỏ không ạ? Alo? Dạ, cảm ơn quý vị. Trước khi đi vào cái thời pháp sáng hôm nay thì con xin lễ bái tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Alo, 1, 2, 3. Rồi đưa tay đầu hàng.
một hai ba mở cửa chạy rồi nghe alo hai ba à, quý vị còn nghe không? Thấy đường thường có quán cầm nà kệ cái bài này quá thì đoạn rất không hỏi à, chờ chút ha. Văn sự khởi đầu nan ha, tức là có bốn điều khó. Khó sanh được làm người khó được sống lâu. Cái điều thứ ba, khó nghe giáo pháp. Điều thứ tư, khó gặp Phật ra đời. À, bốn cái điều khó đó xuất hiện trên thế gian này. Và chúng ta được sanh làm người là khó, nhưng mà cái khó đó chúng ta vượt qua. Làm người được sống lâu, tức là sống trên 60 tuổi, được gọi là thượng thọ, ha, hưởng thọ. Như vậy là được sống lâu, chúng ta cũng qua được hai điểm. Điểm thứ ba, khó nghe giáo pháp, đó là điều chắc chắn. Bởi vì hôm nay Tượng Tọa Quán Không té lên rớt xuống, làm sao chúng ta nghe? Nhưng mà thấy bàn tay đưa lên, bây giờ chúng ta tiếp tục nghe. Rồi, cung thỉnh Tượng Tọa Quán Không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Chư Tôn Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu thiết thực trong đạo tràng. Dạ. À, thì sáng hôm nay chúng con xin chia sẻ với đạo tràng về cái đề tài là 10 điều tạo phước. 10 điều tạo phước. Thì trong 10 điều tạo phước thì có bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, nói pháp, rồi tùy hỷ pháp, hồi hướng và cả chánh tri kiến. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta thì có những cái điều cơ bản chúng ta có điều kiện chúng ta làm để tạo phước, để có được một cái hành trang, cái tư lương cho mình trong cái tương lai, trong cái cuộc sống. Dạ, cảm ơn chị Như Quang. Thì như vừa rồi thì do cái dịch bệnh COVID thì ở chỗ Quảng Không thì cũng tạo điều kiện để làm những cái việc bố thí, chẳng hạn mua gạo cơm để chia sẻ cho những cái gia đình, những người khó khăn, hoặc là mua khẩu trang, hoặc là những cái kính chống giọt bắn, hoặc là thuốc men để cộng chia sẻ cho những cái người khó khăn. Thì mình thâm nhập vào trong cái công việc từ thiện bổ thí, chia sẻ những khó khăn của những cái người xung quanh mình á, thì cái đó mình mới thấy rằng là có rất nhiều, còn có rất nhiều người rất là khổ, rất là khó khăn, nhất là trong cái mùa dịch bệnh, rồi không đi làm ăn được, không kiếm tiền được, không có đi mua thức ăn hoặc là gạo cơm này nọ được, rồi cũng lo sợ về cái sức khỏe, cho nên là cái bổ thí khi mà chúng ta tiếp xúc thì chúng ta mới thấy còn rất nhiều người khổ. Và rồi khi đó, khi cái tâm mình nó rất là đồng tâm,
nó rất là có những cái điều làm cho mình đồng tâm. Chẳng hạn như sáng hôm nay á, thì sau khi mà Quảng Thông lên tham gia trên Zoom rồi á, thì sẽ đi cùng với một số Phật tử để đi đến bệnh viện để tặng một số cái xe lăn để đẩy những cái người bệnh để đẩy những người bệnh. Mà trước đây thì cũng đã tặng một số xe lăn cho những cái người khuyết tật, những người không thể đi được do bị tay chân hoặc là bị tai nạn này kia vân vân. Thì mới cảm nhận hết được những cái điều mà cái sự khó khăn của một cái con người do bệnh tật, do thiếu những phước, do thiếu những cái phước mà rồi phải chịu những cái hoàn cảnh nó khổ. Khi chúng ta sinh ra thì có hai điều, có hai điều đó là ý bảo và chánh báo. Ý bảo và chánh báo là ý bảo là sinh ra trong một cái gia đình nào đó, ở một cái quốc độ nào đó, ở một cái môi trường nào đó, nó có thể là thuận lợi đạt nhiều được cái có điều kiện thuận lợi, có điều kiện, thì đó là do cái phước quá khứ chúng ta đem theo. Đó. Cho nên có người thì sinh ra trong cái gia đình khá giả đó và có đủ điều kiện để chúng ta có thể sống rồi có điều kiện để chúng ta học hành vân vân. Và cái chánh báo đó chính là cái thân của mình, cái thân tâm của mình được đầy đủ ngũ căn, được có những cái sức khỏe, bản thân mình có sức khỏe, có dung sắc thù thẳng vân vân, thì đó là cái chánh báo. Thì khi chúng ta sinh ra, chúng ta đem theo những cái phước mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thì trong cái luật nhân quả thì khi mà chúng ta bố thí thì chúng ta có được tài sản, có được vật chất, có được sinh ra được một cái trong một gia đình có điều kiện, hoàn cảnh rất là thuận lợi. Rồi khi mà chúng ta trì giới chẳng hạn thì chúng ta có được một cái phước và những cái nền tảng để cho chúng ta có những cái việc thiền mà chúng ta tiếp tục chúng ta làm, rồi tham thiền, rồi cúng kính, rồi phục vụ. Thì cúng kính á thì nó cái cơ hội để chúng ta mà tạo được cái cuộc cúng kính là rất là dễ. Như chúng ta vào trong room là chúng ta tôn trọng chư tăng, rồi tôn trọng cả cái đạo hữu, cả cái thiền trí thức ở trong room, thì khi chúng ta có cái sự tôn trọng kính trọng đối với những người đáng kính trọng thì chúng ta cũng được cái phước trong hiện tại cũng như trong tương lai là được người ta sự mình đến cái hội chúng nào cũng được cái sự hoan nghênh, sự tôn trọng, rồi phục vụ cũng vậy, rồi nghe pháp, rồi mình chia sẻ. Như mình mỗi sáng chúng ta lên trên Zoom chúng ta nghe chư tăng cũng như các bậc thiền trí thức ở trong đạo tràng chúng ta chia sẻ về cái lời dạy của Đức Phật,
rồi chúng ta cũng giao lưu, cũng chia sẻ, đóng góp câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc để cho đạo tràng cùng hiểu, cùng học, thì đó cũng là một phước. Rồi khi mà chúng ta làm một cái điều điều thiện, làm một cái điều tốt đẹp, thì những cái người xung quanh tùy hỷ, hoan hỷ với cái phước mà mình đang làm, thì đó phải gọi là tùy hỷ. Thì rồi hồi hướng, thì khi mình có một cái phước rồi mình chia sẻ cái phước đó cho người khác, dù là cái người đang còn sống hoặc là người đã quả vãng. Rồi cải chánh trí kiến, thì cái cải chánh trí kiến này á, là cái điều quan trọng nhất. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta không bị rơi vào tà kiến, chúng ta không bị rơi vào những cái suy nghĩ lệch lạc, không đúng với cái chân lý. Thì trong Bát Chánh Đạo thì chánh trí kiến là hàng đầu, kiến chánh tư duy, chánh thân tận, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày á, thì quý vị luôn luôn nhớ đến 10 cái điều này, luôn luôn nhớ đến 10 điều này để chúng ta bồi đắp cho cái phước của mình nó đầy đủ, nó càng ngày nó càng có những cái gọi là vốn liếng, vốn liếng để mà chúng ta sống trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đó. Thì nó là bổ thí, trì giới, tham thiền, cúng kính, phục vụ, nghe pháp, nói pháp, tùy hỷ, hồi hướng và cải chánh trí kiến. Trong cái con đường tu của mình thì tất cả những cái này đều mình đều cần, tất cả những cái này mình đều cần mà trong cuộc sống của chúng ta. Nếu có cơ hội, có điều kiện thì chúng ta cứ nhớ là trong cái ngày đó mình có thể đã làm cái điều gì thuộc về bổ thí hay không, mình có dự giới hay không, mình có trì giới hay không, mình có tham thiền hay không, mình có gặp những người trưởng thường đối với cha mẹ, đối với người lớn tuổi hơn mình, rồi đối với sếp của mình, đối với những người chỉ huy của mình, có mình có sự tôn trọng đối với họ hay không. Rồi trong cái phục vụ á, thì có những cái sự chia sẻ, chẳng hạn như thấy một cái người nào khiêng nặng thì mình có thể phụ giúp nếu người ta cần, có thể phụ giúp nếu như người ta cần. Hoặc là có những cái ví dụ khi để đến chùa thì quét lá hay là dọn dẹp cái gì đó, chùi rửa chánh điện vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta ở trên cái đạo tràng ở trên trời ấy, thì chúng ta lễ bái Tam Bảo, rồi chặt lên cột lên những cái chi pháp, hoặc là hồi hướng, hoặc là thỉnh pháp sư vân vân, thì đó cũng là một cái cách phục vụ cho đạo tràng, phục vụ cho đạo tràng. Thì cái phục vụ nó cũng được lại một cái quả là được người khác phục vụ khi mình sống trong cuộc sống hàng ngày, thì nó được những cái quả về phục vụ. Rồi nghe pháp thì mình lên trên Zoom để mình nghe chữ tăng chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật, pháp của Phật dạy. Thì càng ngày chúng ta càng tiến hóa lên trên cái con đường học Phật,
chuyển hóa trên con đường học Phật. Thì trong cái thời gian tu tập thì còn không suy nghĩ mình tu cái gì, mình tu cái gì, mình học cái gì, tu cái gì, mình học cái gì. Tu là sửa thì là đó là một cái hành động trên thực tế. Còn học á, là cũng là một cái hành động, nhưng mà nó là về lý thuyết, về mặt lý thuyết. Thì ở trong 10 cái điều này á, 10 cái điều mà tạo phước này á, thì tham thiền tức như là tu tiến á, thì đó là mình thực hành, thực hành, mình hành thiền. Rồi mình nghe pháp á, là mình học. Mà ngài Hòa thượng Trí Đức á, thì thường nhắc nhở chúng ta là học để hỏi, hỏi rồi thì hiểu, hiểu rồi thì mới hành. Thì chúng ta lên trên Zoom thì chúng ta đang học, đang học. Trong cái quá trình chúng ta học á, thì là có những cái mà có hành thiền chúng ta mới thấy, có hành thiền mà chúng ta mới thấy, có những cái mà chúng ta thì chỉ là một những cái chi pháp thôi, nhưng mà cái chi pháp đó mà qua cái hành thiền á, chúng ta mới có được một cái sự nhận thức nó là cái gì. Mà có nhiều khi chúng ta có những cái suy tư, có những cái thao thức, có những cái quan sát trên cái thân tâm mình á, chúng ta không biết nó là cái gì. Nhưng mà khi chúng ta học rồi thì chúng ta biết nó là cái gì. Thì trong giáo pháp của Đức Phật thì có kinh, có luật, có ví dụ pháp. Thì chúng ta học kinh, chúng ta học luật thì bên quý vị Phật tử thì học về tam quy, ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới, vân vân. Thì rồi về ví dụ pháp, rồi về ví dụ pháp. Ví dụ pháp thì nói về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Là nói về cái gì? Nói về do sắc. Là nói về những cái gì có trên cái thân để tâm chúng ta. Nói về danh là sắc. Thì bên cái phần sắc á, thì quý vị học thì quý vị cũng biết là nó gồm cái gì, cái gì. 24 bốn tự đài và 24 y đài sinh. Thì học là học như vậy. Nhưng mà khi hành thiền á, quý vị mới thấy nó là cái gì, nó là cái gì. Có những cái là chúng ta học nhưng mà chúng ta chưa thấy cho nên ngài Hòa thượng Viên Minh có giảng, thì trong bài giảng của ngài Hòa thượng Viên Minh thì có đoạn là ngài nói nếu như bây giờ không hành thiền mà dịch cái sách hành thiền đi, có thể là dịch sai. Bởi vì không nắm được, không nắm được cái đó là cái gì. Cho nên chúng ta cái gì chúng ta cẩn thận. Học là một điều, nhưng đến khi mà chúng ta hành thiền thì khi đó chúng ta mới nhận ra cái điều này là đúng, mà cái điều này tại sao nó lại khác, nó lại khác. Chẳng phải khi nào cái mà chúng ta học và cái mà chúng ta nhận biết, trải nghiệm là nó là một. Đôi khi là nghe là một việc, mà rồi mình hiểu cũng chưa hẳn là đã chính xác. Mà đến khi mà chúng ta thực hành rồi chúng ta mới nhận ra nó là như thế, nó là như thế. Rồi cái mục đích của chúng ta học và chúng ta hành là
với những cái căn cơ, cái nghiệp lực của mỗi cá nhân khác nhau. Như lúc nãy Quảng Không đã nói về cái y bảo, về cái chánh bảo đó, cho nên nó sẽ có rất là nhiều cái sự khác biệt, có rất nhiều sự khác biệt. Và nếu như không thuần duyên, không thuần duyên, tức như là không có đủ điều kiện, thì chúng ta cũng có vẫn bị khiếm khuyết trong cái con đường tu học như thường. Cho nên chúng ta phải tạo cái phước để chúng ta có được cái điều kiện thuận lợi hơn về sức khỏe, về cái quốc độ trụ xứ, rồi về cái sự học hành, cái thời gian chúng ta có điều kiện để chúng ta học hành, để chúng ta nghe pháp, rồi chúng ta chia sẻ trao đổi, rồi chúng ta thực hành trên cuộc sống. Cho nên cái cơ bản thì luôn luôn là nó nằm trong 10 cái điều này, nó nằm trong 10 cái điều này. Thì quý vị trong cái cuộc sống có điều kiện thì nhiều thì làm nhiều, mà có ít thì làm ít. Thì cái bổ thí, cái vấn đề là cái tâm của mình muốn buông ra, muốn ra, chứ không phải là cái số lượng nhiều hay ít. Thì mà chẳng hạn như có một cái câu chuyện là cái bà ăn xin, bà trong cái ngày đó bà đi xin được mấy đồng tiền, rồi thì bà mới khởi tâm là cũng mua hết dầu để cũng đèn ở trong chánh điện chẳng hạn. Thì mặc dù là có mấy đồng thôi, nhưng đó là tất cả tài sản của họ. Và cái tâm buông xả rất là mạnh, mới giảm bỏ hết cả cái số tiền mình có được trong ngày hôm đó để cúng dường, mình bổ thí. Thì cái sức mạnh nó rất là mạnh, và cái phước báo của nó cũng tùy theo cái sức mạnh của cái tác ý đó mà nó có một cái quả rất là mạnh. Nó tương xứng với nhau. Trì giới cũng vậy, rồi tham thiền cũng vậy, thì nó cúng kính cũng vậy, cúng kính cũng vậy. Đôi khi chúng ta không có tu thiền á, thì chúng ta sẽ không nhận biết. Như trong câu chuyện của một cái vị thiền sư, thì có một cái vị thiền sư, thì khi đến thăm một cái ngôi chùa, rồi gặp một cái vị trụ trì, rồi thì tất nhiên là đảnh lễ cái vị trụ trì đó. Thì trong cái đảnh lễ, sau khi đảnh lễ xong thì cái vị trụ trì đó mới hỏi cái vị sư mà đến thăm á, là ông có cái gì mà ông ngạ mạn vậy? Trong cái việc mà đảnh lễ, thấy ông rất là cứng, cái thân ông rất là cứng, và nó không có được cái nhu nhuyễn. Thì có gì mà ông ngạ mạn như vậy? Thì cái vị sư đó mới trả lời: tôi rất là thâm thuộc về kinh Phật, mà tôi học và đọc kinh Phật rất là
rất là nhiều. Cho nên có một cái sự ngã mạn, có một cái sự alo, dạ, quý vị con nghe không ạ? Quý vị con nghe rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4, dạ, cảm ơn thiền vụ. Rồi sau khi mà chúng ta có một cái sổ, mà chúng ta tự hào về một cái điều gì đó, chúng ta có một số tài sản lớn hoặc là tiền bạc, chúng ta có một cái địa vị hoặc là có dung sắc đẹp đẽ chẳng hạn, thì trong trong kinh đề cập đến 10 cái điều mà những cái điều mà chúng ta làm cho chúng ta tự hào, mà trong cái tự hào đó nó mang cái tính ngã mạn. Ta đây thì thế này, ta đây thì thế kia, thì gồm có cái gì? Gồm có là chúng ta giàu có, chúng ta có tiền triệu, tiền tỷ, thì chúng ta cũng ngã mạn. Ta đây là giàu có, chúng ta có một cái dung sắc đã đẹp đẽ thì chúng ta cũng tự hào. Ta là đẹp đẽ, ta là hoa hậu, là thế này thế kia. Rồi chúng ta có một cái địa vị thì chúng ta cũng tự hào, chúng ta cũng kiêu ngạo, coi thường người khác. Ta đây là chủ tịch, ta đây là sếp, ta đây là ông này bà nọ, rồi coi thường người khác, khinh thường người khác, vân vân. Thì đó là cũng là một trường hợp để cho chúng ta ngã mạn. Rồi có một cái kiến thức nhiều, chúng ta học nhiều, rồi là trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, vân vân, học sĩ hoặc là giáo sư, tiến sĩ, vân vân, thì chúng ta cũng có một cái sự tự hào ngã mạn ở trong đó. Ta là thạc sĩ, ta là tiến sĩ. Cho nên chúng ta phải theo dõi cái bản thân của chúng ta, có phải chúng ta đang bám víu vào một cái địa vị để chúng ta ngã mạn, hay chúng ta bám víu vào cái số tài sản để chúng ta nói chúng ta là cái này là cái kia. Cái tự ngã của chúng ta bám vào một cái gì đó và chúng ta cho đó là tự ngã của chúng ta. Học nhiều, hiểu rằng chúng ta có địa vị, chúng ta có nhan sắc đẹp đẽ, chúng ta có tài sản lớn, rồi chúng ta có thuộc về một cái dòng tộc. Tôi là dòng tộc của Cấm Tôn Vương Tử, hay là dòng tộc của vua chúa, hay là dòng tộc của một cái người, một cái dòng họ nổi tiếng, vân vân. Thì tự hào về cái dòng tộc, cho đây ta là thuộc cái dòng tộc này, còn những cái người khác thì không cao bằng 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 ta, những người khác thì thấp hèn, còn ta là thuộc cái dòng tộc cao quý, vân vân. Thì đó cũng là một cái sự bám víu vào một cái gì đó để xác định cái giá trị bản thân của chúng ta cao hơn người khác. Thì tất cả những cái điều đó nó diễn ra hàng ngày, nhưng mà chúng ta có thấy hay không, có biết hay không, hay chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm như thế mà chúng ta không thấy, không biết. Thì muốn thấy, muốn biết thì chúng ta phải học, phải hành, thấy rất chính xác,
thấy cho đúng đúng đắn thì cái sự việc nó diễn ra xung quanh của chúng ta nó diễn ra là rất là thật, nhưng mà chúng ta nhìn nó thì là nhìn qua một cái lăng kính khác, qua một cái cặp kính khác. Khi chúng ta đeo cái kính màu xanh thì chúng ta nhìn cái gì xung quanh cũng màu xanh, chúng ta đeo cái kính màu vàng thì chúng ta thấy cái gì xung quanh cũng màu vàng. Còn nghe âm thanh cũng vậy, thì khi mà chúng ta sử dụng một cái nghe một cái âm thanh, nghe một nhạc thì nó phát ra đúng như là nó như thế, thì khi đó là nó đang nằm số 0. Nhưng mà nếu chúng ta chỉnh qua lui qua giữ số 0, trừ 1, trừ 2, trừ 3 chẳng hạn, thì nó sẽ khác. Mà chúng ta nghe mà trong một cái âm thanh đó mà cộng 1, cộng 2, cộng 3 về cái độ bát hay là độ ẩm hay là độ cao, độ gì đó, thì nó đã bị, cái âm thanh nó đã bị bọt mẹo rồi. Nó không còn là thật nữa. Thì khi chúng ta nghe cũng vậy. Đôi khi trong gia đình chúng ta, trong cái giao tiếp hàng ngày, đôi khi là mình nói bởi một cái giọng điệu, bởi một cái âm sắc, bởi một cái nhịp điệu nó nhẹ nhàng, nó từ tốn, nó nhu nhuyễn, thì cảm nhận được đây là một cái âm thanh nó êm dịu, dễ nghe. Nhưng mà nếu như mà có nhiều người họ khi sinh ra họ thiếu cái phước về cái vấn đề âm thanh, về cái giọng nói, thì khi người ta nói ra thì mình nghe cái giọng nói nó không có được êm dịu lắm, mặc dù cái tâm người ta không phải là như thế, nhưng mà đó là cái nghiệp của quá khứ mà họ sinh ra. Cái đó là hồi nãy là còn không đã nói là nó thuộc về chánh báo, là mình sinh ra đã có cái giọng nói nó không có được êm dịu như thế, hoặc là có một cái dung sắc nó không có được tốt đẹp, hoặc là sức khỏe nó không được tốt, nó không được khỏe. Rồi trong cái gia đình nó không có điều kiện đó, thì tất cả đó thì mình cứ nhận biết nó chỉ là cái quả của quá khứ thôi. Thành kinh mới đề cập đến cái trường hợp này, gọi là chúng ta đang ăn cơm nguội. Ăn cơm nguội có nghĩa là ăn cơm của ngày hôm qua, chẳng phải là cái cơm một ngày hôm nay. Cái gì mà chúng ta đang hưởng thụ, đang có là do cái quả của quá khứ. Quả của quá khứ chúng ta đã gieo, nhân của quá khứ chúng ta đã gieo, cho nên chúng ta nhận cái quả của hiện tại là nó là như thế. Và rồi bây giờ chúng ta nếu như tạo phước, bổ thủy địa giới tham thiền cung kính phụ vân vân, thì chúng ta đang gieo cái nhân để có một cái quả trong tương lai, để có tương lai. Tương lai đây không phải là một xa xôi gì, tương lai cũng hẳn là xa xôi, tương lai có thể là một lát nữa, tương lai có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, chắc không hẳn là tự chủ. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là tương lai là cái quả nó phải xa lắm, xa lắm. Mà quý vị học quý diệu pháp thì cũng biết, nếu như cái tác ý, cái chấp tập thanh tâm đầu tiên mà nó mạnh đó, thì nó có thể là trổ quả trong kiếp hiện tại. Thì như vậy thì chúng ta phải học rồi chúng ta hành, chúng ta thực hành, có cơ hội là chúng ta thực hành, có cơ hội là chúng ta thực hành. Mà làm sao chúng ta có thể thực hành được? Đó là chúng ta phải có một cái sự sáng suốt, có một sự sáng suốt, bình tĩnh, thông qua cái con đường tu tập về hành thiền, tham thiền. Đó là cái, đó là một trong 10 cái điều mà chúng ta đang trao đổi sáng hôm nay, đó là tham thiền. Tham thiền thì quý vị thường nghe là
thiền định, thiền tuệ. Thì trong cái thiền định thì nó gồm, nó làm cho cái tâm mình nó ổn định lại, ổn định lại. Rồi cái thiền tuệ, Vipassana là thân rõ tâm pháp á, thì chúng ta sẽ nhận biết được, nhận biết được cái gì đang diễn ra trên thân tâm của chúng ta, cái gì đang diễn ra trên thân tâm của chúng ta. Và rồi thì để một thời gian chúng ta cứ soi chiếu những cái gì nó ghi nhớ và ghi nhận những cái gì nó đang diễn ra trên cái thân tâm của chúng ta từng ngày. Rồi một thời gian chúng ta sẽ có những cái nhận biết nó nhanh hơn, từng giờ, rồi nó nhanh hơn nữa, từng phút, từng giây. Và cái này thì còn không, cũng không dám nói, nhưng mà có thể bởi vì có thể tu hành, thực hành cái hành thiền tự niệm xứ thì đến một cái giai đoạn nào đó thì quý vị vẫn có thể nhận biết được cái mà quý vị đã học, cái quý vị đã học. Ví dụ như quý vị học về sát na, về pháp vấn đề, về chả văn nạ là những tập hành tâm, rồi học về những cái tâm tham, tâm sân, tâm thiện, tâm bất thiện, vân vân. Quý vị có thể nhận biết được cái tâm tham nó đang khởi lên, tâm sân nó đang khởi lên. Nếu mình tu tập một thời gian mà nó đúng pháp, đúng mà tinh tấn, thì vẫn có thể thấy được những cái điều đó. Cho nên á, đôi khi chúng ta nếu không học thì chúng ta hành thiền á, thì chúng ta thấy một cái tâm tham cầu lên, nhưng mà chúng ta không biết nó là cái gì. Và trong cái tâm tham đó nó gồm những cái tâm sở nào kết hợp, chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta biết đang sao, đang tham, một cái tâm tham khởi lên, một tâm tham muốn khởi lên, hoặc một cái tâm sân khởi lên. Lúc đầu thì chúng ta chỉ nhận biết cái này là mình thích có, cái này là mình thích muốn sở hữu, cái này là mình thích muốn sở hữu. Thì mình chỉ biết chung chung đó là cái tâm tham, tham muốn, muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn có cái nọ. Hoặc là chúng ta thấy cái này mình không ưa, mình muốn dục vô tùng rã, mình không muốn thấy, không muốn nghe. Thì cái đó là mình chỉ biết vậy thôi, mình chỉ biết là đó là tâm sân, bực bội, khó chịu này nọ thôi. Nhưng mà học ví dụ pháp rồi thì chúng ta biết nó rõ hơn, chi tiết hơn. Nhưng mà khi hành thiền rồi chúng ta mới cảm nhận được cái vận hành của nó, cái tiến trình của nó. Khi chúng ta gặp một cái điều chúng ta ưa thích, nó khởi lên như thế nào mà chúng ta nhận biết được, hoặc là một cái tâm sân khởi lên, thì cái thân của chúng ta nó như thế nào chúng ta nhận biết được, chúng ta nhận biết được. Sau một thời gian tu tập thì chúng ta nhận biết được. Và rồi sau đó thì chúng ta cứ tu tiến một thời gian thì càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Cái phiền não, cái khổ, cái vô thường, cái tự ngã, cái bản ngã của chúng ta sẽ thấy rõ hơn, và chúng ta ít chấp thụ hơn, ít chấp vào cái tự ngã của chúng ta, ít chấp vào cái này là thường, cái này là lạc, cái này là ngã.
chúng ta tu tập để thấy là vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã. Và khi một cái vị mà thấy vô thường thì thì đó là một cái trường hợp trong ba trường hợp. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập thì chúng ta thấy được cái khổ nó mạnh hơn, rõ hơn. Hoặc là khi chúng ta tu tập thì chúng ta thấy cái vô thường nó mạnh hơn, nó rõ hơn. Khi chúng ta tu tập chúng ta thấy cái ngã, cái từ ngã nó rõ hơn, cái vô ngã nó rõ hơn. Thì tùy theo cái mức độ mà tu tập, mà cái khuynh hướng của mỗi cá nhân mà chúng ta sẽ có được, đạt được một cái trí kiến, cái nhận biết, cái trải nghiệm về khổ hoặc là vô thường hoặc là vô ngã. Và từ đó thì chúng ta không có bị hiểu sai, nhận thức sai và cho rằng cái này là thương, cái này là lạc, cái này là ta, là tự ngã của ta. Dễ gì mà buông được. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không nhận biết được cái gì nó đang diễn ra trên thân tâm của chúng ta, thì chúng ta vẫn cứ sống theo cái duyên nghiệp của chúng ta mà chúng ta không có một cái sự điều chỉnh, không có một cái sự điều chỉnh. Cho nên cái cơ bản của mỗi chúng ta đó là tam quy và ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới, là vì cái đó là cái để nó nhắc nhở chúng ta. Cũng giống như khi chúng ta đi trên đường á, thì chúng ta thấy đèn đỏ thì nó báo thì chúng ta phải dừng lại. Hoặc là thấy cái biển báo là tốc độ là 10 km/h thì chúng ta cũng phải giảm cái tốc độ xuống, cho phép đi 10 km/h thì chúng ta cũng phải giảm xuống. Thì đó nó cũng như là cái giới luật. Bây giờ cái này chúng ta thọ trì cái giới về nương tựa vào Phật, lời dạy của Đức Phật, vào pháp là lời dạy của Đức Phật, vào chư tăng, rồi chúng ta giữ không có sát sanh, không có trộm cắp. Khi có ai khi mình muốn lấy một cái của không cho của người khác, thì khi đó mình nhận biết được đây là trộm cắp, đây là trộm cắp, thì mình lựa chọn mình là cái người quyết định lấy hay không lấy, mình là người quyết định lấy hay không lấy. Thì hai cái quả nó khác nhau, cái nhân là lấy thì cái quả nó khác, cái nhân không lấy thì cái quả nó khác. Bây giờ đi tới ngã tư gặp cái đèn đỏ, nếu chúng ta dừng lại thì cái quả nó khác, mà chúng ta không dừng lại thì cái quả nó khác, cái hậu quả nó sẽ khác. Nó là như thế. Thì cũng đã lâu rồi còn không quay trở lại với đạo tràng, thì cái thời pháp cũng
biên soạn cũng chuẩn bị cũng không có được chú đáo, không có được cẩn thận, do cái thời gian không bảo nhận biết được ngay thứ hai này, còn không chia sẻ với đạo tràng nó cần kề, mà thứ hai nữa là cái máy nó cũng hư thì mới đi sửa về. Dạ, yeah. Mới chiều hôm qua thì người ta mới giao cho mình rồi, còn những cái nó trở ngại thì cũng không có điều chỉnh được, nhưng mà máy thì cũng lên được trên Zoom rồi, cũng sinh hoạt cũng nói thì âm thanh cũng rõ ràng. Dạ, yeah. Quý vị cũng còn nghe được thì vậy cũng là hoan hỷ lắm rồi. Yeah, rồi từ từ rồi sẽ điều chỉnh. Thì hôm nay thì còn không xin chia sẻ với quý vị trong đạo tràng về cái đề tài 10 cái pháp tạo phước trong cuộc sống hàng ngày. Thì quý vị cứ nhớ rằng đi, cứ nhớ rằng là trong cái ngày đó mình nên làm cái gì đó, nên làm gì đó trong cái 10 cái phước này để mình tích lũy. Có khi thì bổ thí, có khi thì trì giới, có khi tham thiền, có khi mình cung kính, hoặc là phục vụ, giúp đỡ người khác, hoặc là nghe pháp, hoặc là nói pháp, hoặc là tùy hỷ, hoặc là hồi hướng, hoặc là chẳng chí kiến. Thì tất cả những cái điều đó, quý vị cứ làm, đừng có thấy việc nhỏ mà không làm. Đừng có thấy việc nhỏ mà không làm, cứ làm. Cái tâm của chúng ta, cái tạ ý của chúng ta mới quan trọng, có sức mạnh. Cho nên là quý vị cứ làm, nếu có điều kiện, chẳng hạn như đi ngang thấy một con kiến, hoặc là thấy một cái con bướm bướm nó bị một cái gì đó nó nằm dưới đất á, thì chúng ta né qua một bên, mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần về những cái sự việc như vậy, về bổ thí, về trì giới, về tham thiền, về cung kính, về phục vụ, gặp những cái người mà đáng kính trọng, chúng ta cứ là cung kính, cứ cung kính. Chắp tay kính lễ lễ vô tại chùa thì kính lễ Phật, rồi kính lễ giáo pháp, rồi gặp chư tăng kính lễ chư tăng, mình kính lễ cái hình bóng, kính lễ cái y vàng đại diện cho tăng đoàn. Rồi mình thấy ai làm điều gì hay, điều gì tốt đẹp, điều gì thiện, thì mình cũng tùy hỷ với người ta. Rồi nếu như mình có làm được cái điều gì tốt đẹp thì mình chia cái điều tốt đẹp đó với người khác, chia phước với người khác. Rồi chúng ta ngày nào cũng học, ngày nào cũng là hành thiền, thì chúng ta sẽ có được một cái mỗi ngày một tí thì chúng ta sẽ có được một cái sự lợi ích rất là lớn. Đừng có thấy nó nhỏ mà không làm, đừng có nghĩ rằng chỉ có một phút, hai phút, năm phút mà cho rằng là nó tôi hành thiền cả ngày, thế tôi hành thiền cả tuần nha. Đôi khi có nhiều người là đi qua bên Myanmar rồi ghé những cái trường thiền rồi đăng ký là cứ hành thiền 1 năm, 2 năm, 3 năm, vân vân. Hồi mới vào chùa thì còn không xin nhập thất thì sư phụ nói xin nhập thất 3 tháng, sư phụ mới nói thì xin nhập thất 1 tuần đi cái đã, rồi muốn tiếp tục nữa thì xin nhập thất 1 tuần nữa, rồi xin nhập thất 1 tuần nữa, coi thử cái sức của mình nó có còn tiếp tục được nữa hay không, nó có vấn đề gì không. Cho nên là dù là nhỏ
chúng ta đừng có coi thường. Khi ở trong một cái buổi sinh hoạt ở trong cái tình xã thì có một cái vị tăng đi ngang, đi ngang hương khắc của Đức Phật á, thì ông mời, ông là vì mắt ông ấy già rồi, ông mờ rồi, ông mới mới hỏi có vị nào sâu dùng cái sợi chỉ qua cái lỗ kim chùm cho tôi được không? Thì Đức Phật mới nói đưa đây, ta sâu cho. Thì cái vị tăng nó nghe cái giọng của Đức Phật mới không dám nhờ, thì Đức Phật mới nói đừng có coi thường cái việc nhỏ mà, việc thiền nhỏ mà không làm, mà cũng đừng coi thường cái việc bất thiền nhỏ mà làm. Mà chúng ta thì có cái thói quen là khi nào mà nghe người ngửa lên mã thì đôi khi đưa tay bốc một cái chứ không cần biết là cái gì ở đó, cái gì ở đó, hoặc là còn thậm chí là có người chỉ là còn có mũi nếp mã kìa, rồi còn đưa tay bột một cái luôn. Như vậy là chúng ta còn phản ứng một cách là không có kiểm soát được, không có thể kiểm soát được. Còn cố ý tiếng nói, nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta phản ứng phản xạ thôi, đó là một hành động phản xạ thôi, chúng ta đã không quản lý được cái thân của chúng ta rồi, cái tâm của chúng ta rồi. Bởi vì một cái hành động mà khi mà chúng ta đánh cũng mùi á, không phải cái tay nó tự động nó đánh đâu, không phải cái tay nó tự động nó đánh đâu. Như một cái con robot mà khi mà nó đi tới đi lui, hoặc là nó đưa tay nó cầm một cái gì đó, nó có một cái chương trình ở trong á, nó có một cái chương trình ở trong á, một cái phần mềm ở trong á, để nó điều khiển cái tay đó đưa lên cầm một cái vật gì đó. Thì khi mà chúng ta mà đánh một con mũi á, thì cũng có một cái tâm nó khởi lên, mà nó nhanh lắm, một sắc ná thế làm sao mình nhận biết được. Có một cái tâm khởi lên, rồi khi đó cái tay nó mới chuyển, nó đánh luôn lên cái mã mình á. Rồi chúng ta tu thiền, chúng ta hành thiền là để làm gì? Để điều chỉnh cái thân tâm của chúng ta cho nó đúng theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Là cho nên trong cái quá trình hành thiền thì hành thiền cái gì? Trong đó có đi, đứng, nằm, ngồi, rồi nói, suy nghĩ. Thì trong cái quá trình mà chúng ta sống thì có xoay quanh những cái đó thôi, suy nghĩ rồi nói rồi là hành động bằng thân. Nó con người mình thì nó chỉ xoay quanh chừng đó thôi, và rồi mình nói cái gì, mình hành động cái gì, mình suy nghĩ cái gì, thì mình phải quản lý nó. Đừng có quản lý nó, đừng có cho nó suy nghĩ ác, bất thiện, đừng cho nó suy nghĩ, đừng cho nó hành động ác, vân vân, đừng nói những cái lời thô thiện, những cái lời đâm thọc, vân vân, tất cả những cái đó đều được quản lý thông qua cái con đường tu tập là thiền. Nếu chúng ta không có thiền, hành thiền á, thì chúng ta sẽ không có nhận biết được. Và hành thiền á, là lúc đầu thì tập, nhưng sau nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái phản ứng tự nhiên, cái phản ứng tự nhiên. Đến lúc nào đó chúng ta không giữ giới, nhưng mà nó tự nhiên là nó giữ giới. Chúng ta không nói bậy,
tự nhiên nó không là bậy, tự nhiên nó không nó lòi ra những cái từ mà bất thiện, những cái từ mà dối trá này kia, nó lòi ra, nó lòi ra tập lần. Cho nên ví dụ như quý vị dùng một cái món lẩu, nấu một cái món lẩu, nếu như quý vị nấu món lẩu mà quý vị bỏ nấu là món lẩu hải sản chẳng hạn, thì khi quý vị bỏ vào trong cái nồi á, có một con tôm thôi, nhưng mà bỏ vô trong cái nồi đó một cái rổ rau, một cái rổ rau, thì khi mà quý vị đưa đôi đũa vào mà quý vị gắp, thì cái sạc súc mà trụng cái rau là nhiều hơn là cái con tôm. Nhưng mà nếu như quý vị mà bỏ trong đó mà đầy quá, thì cái đầy những cái hải sản, thì khi mà vài cọng rau thôi, thì cái sạc súc mà quý vị đưa đôi đũa ra để mà gắp á, thì nó trụng cái đồ hải sản nhiều hơn là trụng rau, sản xuất rất là cao. Như vậy khi mà chúng ta mà tự tạo cái thiện nghiệp thật là nhiều, thì khi nào trong người mình nó cũng tỏa ra cái chất thiện này hết. Mà khi mà chúng ta chất chứa trong tâm và chúng ta làm những cái bất thiện quá nhiều, thì nó vẫn cứ mang theo cái thân, cái tâm của chúng ta thiện ở trong đó. Thì đây là buổi chia sẻ đầu tiên còn không đến với đạo tràng, sau nhiều năm là không có đến, thì thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ, còn không kính chúc quý vị trong thời tịnh pháp cũng như sau thời tịnh pháp thì được nhiều sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an vui lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Tâm Phương, dạ con thay mặt với đại chúng là sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân đại đức đã ban bố cho chúng con một bài pháp rất là ngắn, nhưng mà rất là đầy đủ cho chúng con. Thì nói chung là tất cả con cũng thấy là tất cả Phật tử đều là sa thú với cái pháp là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ và hồi hướng, tùy hỷ, thính pháp, thuyết pháp và cải chính chính kiến. Thì đã 10 điều như vậy thì chúng con cũng rất là để thực hiện theo cái 10 điều của bài pháp. Thì không biết là bây giờ con kính dâng biết lại cho ngài con kính ngài trở lại rung. Dạ alo Kim Nhung ơi, không biết alo dạ alo alo Quang Thanh. Quang Thanh nhìn dùm cho mình thử là có ngày trước máy ông Quang Thanh. Dạ alo. Bây giờ là còn 10 phút nữa thì để con xin đọc bài hồi hướng vậy.
Dạ alo. Alo. Dạ, dạ cảm ơn, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Còn Kim Nhung, còn nghe Kim Nhung. Ok, vậy bây giờ mình đọc bài hồi hướng sau khi nghe pháp phải không Kim Nhung? Kim Nhung ơi. Biết mấy giờ đóng rung. Alo. Ồ dạ, à dạ hả? Dạ không biết ngày đâu đâu ta. 6:30. Ồ đúng rồi, còn sớm. Thì con thỉnh ngài dạ, con thỉnh ngài. Ok. Alo, 123, 123. Ai với Tâm Phương hôm nay đói bụng hả? 6:30 mới kết thúc. Sau một thời giảng thì có những cái vấn đề chúng ta thắc mắc trong đề tài này. Quý vị có thể đưa lên những câu hỏi. Và hôm nay ý của Thượng Tọa Quán Không là giới thiệu 10 cái pháp này. Cho nên trong cái vấn đề giới thiệu thì quý vị thấy không đi vào chi tiết. Không đi vào chi tiết, đi sâu vào chi pháp. Đáng lẽ ra nội cái pháp bố thí không á, là không đủ thời gian để nói chuyện. Nhưng mà nói lên một lần cả 10 pháp như thế này thì đây là một hình thức giới thiệu. Rồi bây giờ quý vị thắc mắc như thế nào? Tại sao đây là 10 pháp mà để cho chúng ta coi như tạo nên công đức, tạo nên phước báo với 10 pháp này? Thì quý vị sau khi nghe Thượng Tọa Quán Không giải thích, giới thiệu thì quý vị có ý kiến thế nào? Trong 10 pháp này nói lên cái điểm chính đầu tiên là bố thí, phải không? Bố thí để đem lại sự an vui cho kẻ khác. Nhưng mà an vui cho kẻ khác, mình có được an vui hay không? Đây là cái điều trước tiên chúng ta diệt trừ cái tam độc ở trong tâm của chúng ta, tức là tham, sân và si. Thì bố thí là một cái pháp để mà chúng ta không còn tham lam, giảm thiểu đi cái vấn đề ham muốn. Rồi trì giới để làm gì? Để chế ngự cái sự sân hận, sự tức giận. Và tu tiến để làm gì? Tu tiến để chúng ta không còn si mê. Vậy thì ba cái pháp đầu tiên, bố thí, trì giới và tu tiến, là chúng ta có thể diệt trừ được tam độc, tham, sân và si. Khi mà chúng ta diệt trừ tam độc, và cái điều cuối cùng nữa là cải chánh tri kiến, chúng ta có được một cái hướng đi thông thoáng ha. Chúng ta có được chánh kiến, thì như vậy sự tu tập của chúng ta, khi thấy người ta đứng ra làm phước, họ hoan hỷ cho nên họ mới đứng ra họ làm phước. Và bây giờ mình không được như người ta, mình không được trực tiếp như người ta, thì mình cũng tùy hỷ cái phước của người ta. Người ta hoan hỷ, mình tùy hỷ, cái đó cũng là điều tốt. Bởi vì sao? Tiền thân của Đức Vua Trời Đế Thích là anh chàng thanh niên Makha. Anh ta nghĩa là làm đường, đắp cầu, xây cầu nè. Rồi người ta hỏi, người ta thắc mắc hỏi làm gì vậy? Cái người ta, cá nhân của anh ta, khi mà làm đường như vậy thì người ta hỏi làm để làm gì? Trong khi á, chuyện đó để nhà nước lo. Nhưng mà anh ta nói, tôi làm con đường đi lên thiên đường, tức là làm đường để lên trời. Và anh ta cứ hì hục làm như vậy, mặc cho cái sự khen chê của thế gian. Ông thôn trưởng nói, ôi, mệt quá mấy ông ơi,
tiền bạc mới ông bỏ ra đem lại đây, chúng ta ngồi lại một cái bàn tròn ăn nhậu như vậy sung sướng hơn. Tại sao cực khổ mình đi làm những cái chuyện không công mà còn bỏ tiền bỏ bạc ra? Thì chàng thanh niên mới khá này, ô chung của ông, tôi làm cảm thấy an vui, tôi làm tôi hoan hỷ bởi vì tạo một cái phước để được lên thiên giới, từ cái nhân sản mà đạt được thiên sản. Rồi với lập trường đó, một số người họ tùy hỷ, tức là thấy họ hoan hỷ với cái tùy hỷ, tức là họ cảm thấy rằng cùng một chí hướng nè. À, cái anh chàng thanh niên mắt khá đó, ảnh hoan hỷ trong cái việc phước. Bây giờ mình tùy hỷ, tức là mình đóng góp công đức hùng phước vô. À, và hùng phước vô như vậy không phải là tài vật mà chính nhân lực nữa. À, tức là tất cả được 32 người. Và 32 người đó cùng tạo thiện sự, và thật sự họ đã tạo được con đường đi lên thiên giới. Ở đây Thượng Tọa Quán Không trình bày một cách vắn tắt ha. Rồi bây giờ thời gian còn lại là thời gian chúng ta đặt câu hỏi. À, tức là chúng ta thắc mắc, chúng ta cảm thấy là ồ, cung kính như thế nào thì có phước, phục vụ như thế nào là có phước, thuyết pháp ra sao, mình đâu có pháp sư mà sao mình thuyết. À, thì đó là những cái điều mà quý vị phải nêu ra, à, để Thượng Tọa Quán Không giải thích. Rồi khi nào gần hết giờ thì Sĩ Tâm Phương mới làm việc, chứ bây giờ Sĩ Tâm Phương lên hồi hướng chưa, hồi hướng từ từ. Hồi hướng cũng là cái vấn đề một trong mười pháp này, nhưng mà chưa đến lúc nè. Rồi Sĩ Tâm Phương đặt câu hỏi trước đi. Alo, bởi vì hôm nay cái ngày hôm nay là ngày Sĩ Tâm Phương nè. À, nếu mà nói theo ngoại đời, Sĩ Tâm Phương ngày hôm nay là vũ sĩ nè. Tức là Sĩ Tâm Phương, à, đây là lễ ba tâm bảo, thọ trì quy giới và kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Rồi Sĩ Tâm Phương đặt câu hỏi thế nào đi, để Thượng Tọa Quán Không giải thích. Xin mời nha. Dạ, à, con kính định lễ ngài và con cũng xin sám hối vì nói chung là lâu nay con cũng ít khi vào room, mà hôm nay là con sinh hoạt coi như là tới cuối luôn. Thì bây giờ để con dạ con kính định lễ đại đức Quán Không và con kính bạch sư Hoan Hỷ, cho con xin hỏi lại cái câu một câu hỏi. Dạ là con ở trong này là có mười câu. Thì cái câu cái bố thí, ta cũng xin hỏi về câu bố thí. Nếu mình bố thí mà cái tâm mình không có hoan hỷ thì cái đó có phước hay không, là thứ nhất. Giống như mình làm mà mình làm theo cái kiểu phong trào á, bà sư, thấy người ta làm mình vẫn làm, nhưng mà mình cho mà một cách giống như là bụng sẵn á, mình cho những cái gì mà nó xấu á, hay là nó mình không muốn dùng mình cho người ta, thì cái đó nó có phước hay không, hay là mình cho với cái tâm mình hoan hỷ rồi mình cho vật thực, hoặc là hay là mình cho áo quần hay cho cái gì mà mình cho người ta mặc cho nó được á, thì hai cái đó nó có khác biệt không? Là cho con xin nói lại. Thứ nhất á, mình bố thí á, thì mình cho cái người ta thì một cái đồ ăn, thí dụ đồ ăn đi, thì mình để cho người ta một cái đồ ăn rất là ngon giống như mình ăn á, thì cái đó là một. Và cái là mình bố thí cho người ta đồ ăn dư thừa thì cái đó là thứ hai, thì nó có giống nhau hay không? Cho con xin hỏi về cái việc bố thí á, để con kính dâng mít lại đến sư ạ.
Dạ, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 1, 2, 3. Một hai ba ba thường tòa quán không, một hai ba là chắc ăn rồi, tới số bốn cái là ha, tòa quán quan hệ đưa dùm bài từ từ khi cặp cô rồi là giật được hết, cứ nói từ từ à, nói với tới số bốn cái là thấy im ru à. Ồ, không. 1, 2, 3, cho rõ không ạ? 1, 2, 3, hôm nay đường truyền của Thượng Tọa sao vậy? À, thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ đưa bàn tay. Không lẽ cái câu hỏi của Chí Tâm Phương thế nữa là ứng được hay sao? Hả? Mình đưa lên bàn tay xong 1, 2, 3, 4 rồi, bao cuối chạy lấy người hả, ác cái gì ác mà à, bị lớp mít rồi cho nên tới là thật là nữa rồi rồi đủ. Có chiếc máy không, có nghe tay pháp người ta ở thường tòa quán không, rồi thấy bây giờ nghe ha, rồi từ 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 ra cầm biết rồi không ai nghe nói nha, cung thỉnh alo 123 quan không à, rồi nếu mà đồng tọa cảm thấy rằng câu hỏi của Tâm Phương hơi khó à, có thể thỉnh đại đức Pháp Trang nè, thỉnh đại đức Tuệ Đức nè à, chúng ta chia sẻ cho nhau trong vấn đề pháp đàm thì tùy theo khả năng mà chúng ta có thể nhường cho vị này, nhường cho vị kia, để rồi chúng ta cảm thấy trong cái tinh thần lục hòa à, rồi thượng tọa có thể kết thúc à. Alo thượng tọa không còn nghe không ạ? 123 123 xin cho biết ý kiến à, đây là Chí Tâm Phương hỏi trực tiếp đối với thượng tọa quân không, bây giờ thượng tọa quân không cho biết ý kiến đi, xin cho bàn tay.
một hai ba rồi chắc là đường truyền có vấn đề sao rồi. Hồi nãy thì quý vị nghe nói liên tục ha, nhưng mà còn bây giờ thì không biết làm sao. Rồi bây giờ chắc trục trặc kỹ thuật rồi. Bây giờ Sĩ Tâm Phương à Quang Hỷ lặp lại vấn đề, rồi có thể thỉnh trực tiếp Đại Đức Pháp Trang nè, Đại Đức Bệ Đức nè. À bây giờ nè, Thượng Tổ Quán Thông có vấn đề rồi đó. À Sĩ Tâm Phương Quang Hỷ lặp lại, rồi thỉnh Đại Đức Pháp Trang nè, thỉnh Đại Đức Bệ Đức nè. Rồi khi nào mà Thượng Tổ Quán Thông mà khắc phục được cái trường hợp này đưa tay thì khi đó sẽ giải quyết vấn đề ha. Rồi mời Sĩ Tâm Phương. Dạ con kính cảm ơn ngài. Dạ cháu con xin lặp lại cái câu hỏi, thì con không biết là có lẽ con thỉnh Đại Đức Tuệ Đức hoặc là Đại Đức Pháp Trăng để giúp con, để con cho con hiểu thêm về vấn đề bố thí. Cái vấn đề bố thí thì con nghĩ rằng là có hai cách bố thí. Một cái bố thí của mình á, thì mình làm với cái tâm của mình á, mình làm với tâm cái tâm mình làm sao thì mình bố thí giống như vậy. Nếu mình nghĩ mình cho người ta một cái vấn đề gì đó, nhưng mình cho người ta miếng, mình nấu ra một cái nồi cơm đi hay một cái nồi canh đi, mà mình múc trước mình cho người ta là thứ nhất. Thứ hai nữa, cái cách bố thí thứ hai nữa là mình an cầu mình cho người ta, thì hai cái bố thí nó có giống nhau hay không? Thì cháu con xin hỏi câu đó. Dạ con xin nhường biết lại cho Đại Đức không biết là Đại Đức dạ con không biết có vị nào, dạ Pháp Trang hay là Tuệ Đức. Dạ con kính đại lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ con kính Đại Đức Hoan Hỷ giúp để giải thích dùm con cái câu hỏi này. Con xin không biết lại cho Đại Đức. Sa thú, cảm ơn sức lạc đê. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Mến chào Hoàng Thành. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hành. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, con thấy nãy giờ đường truyền rất là bị lấn cấn. Con thì... Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Con thì con vào đạo tràng, nhưng con có nói như Quang là không biết sao á. Dạ, con nghĩ thời gian giờ con muốn trốn, thì Như Quang cho phép con trốn á bạch ngài. Dạ Như Quang cho phép con trốn nên nãy giờ con trốn, nhưng mà con cứ nghe đường truyền của Thượng Tọa Quán Không. Dạ cảm ơn Tina và ngài, con cũng nghe nó cũng không có được liền lạc cho lắm, và con nghe Tâm Phương hỏi mà giống như lúc nãy Tâm Phương cũng có ý là cầu cứu con, nên con nên con bảo giảng, con cầm bích để cho đường truyền của Thượng Tọa Quán Không ổn định một chút. Dạ có khi chỉ cần một chốc lát thôi thì Thượng Tọa Quán Không cũng ổn định lại được đường truyền. Tại lúc nãy con nghe Thượng Tọa Quán Không cũng đường truyền cũng rất là ổn định. Dạ trước nhất thì con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Một thời gian rất là dài sư đã vắng mặt trong đạo tràng của giáo Nam Truyền. Dạ cảm ơn Chinh Nhung đã vắng mặt trong rung Phật giáo Nam Truyền. Mấy ngày nay con không có vào rung, nhưng con đã nghe được âm thanh của sư trở lại đạo tràng, con cũng rất là hoan hỷ. Nên được mắt thì con rất là mừng sư đã trở lại đạo tràng, nhắc nhở kỷ niệm hồi xưa
không có còn ai trong rơm Phật giáo Nam truyền, không còn vị sư nào trong rơm Phật giáo Nam truyền thì có thượng tọa Quán Không đã chống gậy cho ngài. Dạ, nên là bây giờ con thấy sư trả lời là con rất là mừng. Dạ, con mong rằng sức khỏe sư ổn định và sư có thời gian vào đạo tràng Phật giáo Nam truyền để chúng con được nghe những lời sư giảng dạy. Và con cũng nhớ nhất luôn là cái lúc mà con mới vào đạo tràng mà thượng tọa Hải Chu Âm đã giảng dạy tứ niệm xứ. Thật sự là con nghe tứ niệm xứ con nghe giống như là dịch nghe sấm. Dạ, dịch nghe kiểu nghe sấm. Và trên bàn thờ Phật của con hiện tại cũng còn một vật kỷ niệm của mà thượng tọa Hải Chu Âm đã đi Ấn Độ về tặng con, đến bây giờ con còn giữ cái kỷ niệm đó. Nhưng thượng tọa Hải Chu Âm bà không còn xuất hiện được nữa rồi, nên bây giờ con thấy thượng tọa vẫn không xuất hiện, con rất là mừng. Dạ, con chỉ cầm bích để con bày tỏ cái sự hân hoan của con đối với thượng tọa Quán Không trở lại đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh sư, thế sư có thể cầm bích được không? Bạch sư, bây giờ sư thử cầm bích đi. Dạ, nếu thượng tọa Quán Tâm cầm lại thì được thì cho con xin một tín hiệu, nếu sư nghe được âm thanh con được rõ ràng thì con cung thỉnh sư ạ. Dạ, sư có nghe được âm thanh con? Dạ, con kính nhân bích đến sư. Dạ, để sư trả lời câu hỏi của Xích Lạc Lê. Chứ Xích Lạc Lê mà thượng tọa Quán Không chưa trả lời, để Đức Pháp Trang chưa trả lời, mà nếu mà Xích Lạc Lê mà thỉnh Đại Đức thì Đại Đức không bao giờ dám cầm bích đâu. Dạ, bây giờ con kính nhân bích đến, con thấy bàn tay sư lại bỏ bàn tay xuống rồi. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu thức trong đạo tràng. Dạ, cái đường truyền ở chỗ của Quán Không thì nó không được ổn định, cho nên nó rớt khỏi máy. Lúc nãy chia sẻ với đạo tràng thì là nó không có, nó được ổn định. Chắc là do mưa bão á. Thì cái câu hỏi là khi mà mình bổ thí mà mình không hoan hỷ thì nó có cộng phước hay không? Thì theo như còn không biết thì khi bổ thí á, thì từ thân nó là có phước, nhưng mà không hoan hỷ, hoặc là mình tiếc nuối, hoặc là mình cúng dường cho một vị sư hay là một cái ngôi chùa nào đó, rồi hoặc là mình bổ thí cho một cái vị nào đó, rồi mình khởi lên cái tâm mà không hoan hỷ, thì cái phước nó cũng có, cũng có, nhưng mà rồi cái quả nó trổ thì mình có cái phước đó, có cái phước tài sản dồi dào, nhưng vì mình không hoan hỷ, mình tiếc nuối, mình nghĩ lại trong cái quá trình là tư tiền, tư hiện, tư hậu, cái tư hậu chúng ta nghĩ lại, chúng ta tiếc, chúng ta không có hoan hỷ với cái việc mà mình làm đó nữa. Chẳng hạn như khi mình cúng dường
một cái vị sứ nào đó, rồi sau khi nghe bạn bè là mình nghĩ lại thì mình thấy đáng ra mình cũng dâng cho vị sư này, mình cũng cho vị sư kia thì nó ít phước hơn, hoặc là nó không hoan hỷ, thì mình cũng vẫn có cái phước, nhưng mà cái phước đó nó tổ cho mình về tài sản vật chất, nhưng mình không giảm hưởng, mình cứ giữ được thôi, mình không giảm hưởng. Có nhiều người họ rất là tài sản rất là lớn, rất là giàu có, nhưng mà họ chỉ giữ vậy thôi, nhận cái quả là họ tài sản lớn vậy thôi, nhưng mà họ không có hưởng, họ không sử dụng cái tài sản đó để họ sử dụng, họ thụ hưởng, hoặc là họ đem đi họ làm những cái điều lợi ích khác. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta nên lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta bổ thí, thì chúng ta cũng phải hoan hỷ với cái việc bổ thí đó, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Và còn không, mình xin chia sẻ là hôm kia thì còn không có đem một cái chiếc xe lăn đến để tặng cho một cái người bị tai nạn rồi không có đi được. Thì họ khi mà đem xe lăn tới thì họ vừa đưa chiếc xe lăn cho người ta thì người ta đã chê rồi, mặc dù là trước đó người ta xin chiếc xe lăn, thì bây giờ đem xe lăn tới rồi thì người ta chê, người ta chê nói xe này mà đi cái gì mà ngồi cái gì vân vân. Thì còn không cười mà nói thì người ta sản xuất ra để mà cho những cái người mà không có thể đi định được bình thường thì người ta sử dụng, thì người ta cũng đã tính toán hết rồi. Thì người ta cũng nhận rồi. Thì khi còn không về rồi thì tội lại thì cái gia đình người ta lại gọi điện tới là bảo là lên lấy về đi, cho ai thì cho, còn không dùng được. Thì nếu như lúc đó mà còn không mà khởi lên cái tâm sân hoặc cái tâm khó chịu, cái tâm bực bội, cái tâm không hoan hỷ thì cái phước nó khá ra. Nhưng mà rồi thì còn không suy nghĩ bây giờ cái người này họ không nhận thì người khác có duyên thì họ sẽ nhận, kiểu gì người cần chiếc xe lăn đó, cho nên còn không, ngày hôm sau thì lên và nhận chiếc xe đó đem về. Rồi bắt đầu người ta yêu cầu là xin một cái chiếc xe tốt hơn, chất lượng hơn và có những cái màu mà khác hơn. Rồi thì người ta cũng đưa màu vô chỗ còn không coi, thì còn không cũng cũng chấp nhận, rồi về mua một chiếc xe khác đúng như cái người ta cần, đúng như người ta yêu cầu, đúng như người ta xin. Rồi thì gọi điện bảo ta là sẽ đem đến chiếc xe mà người ta cần đó. Thì người ta nói là không cần nữa. Người ta nói là không cần nữa. Nhưng mà nếu như đến cái lần này mà cũng nổi sân nữa thì cũng là cái phước của mình nó không có được tròn vẹn á. Cho nên còn không mới khi mà nghe như vậy thì còn không là cũng được thôi, cũng tốt thôi. Bây giờ ngoài cái bệnh viện nó một lần mà còn không đi khám thì thấy mấy cái xe lăn nó cũng là bề rạc, nó cũng hư nát rồi. Bây giờ một cái người bệnh nhân mà đi đến bệnh viện rồi thì dùng cái xe lăn đó thì cũng thấy cũng tồi,
là bản thân mình đi ra mà ngồi thì xe lăn đó cũng hồi hộp, nó rớt, nó tẻ, nó gãy thì cũng cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên là sáng hôm nay sau khi đã hẹn với bệnh viện rồi, sáng hôm nay sau khi mà sinh hoạt trên trung xong thì còn không sẽ đưa, không những là một cái chiếc xe lăn đó mà có tất cả là 6 chiếc, với cái chiếc của cái anh đó mà từ chối không nhận nữa là 6 chiếc, thì sẽ đi tặng cho bệnh viện để cho bệnh nhân, những người nào đến bệnh viện thì họ sử dụng, thì cái phước nó vẫn tăng hơn nhiều. Cái phước để mà phục vụ được nhiều người, giúp đỡ được nhiều người, thì cái phước đó nó sẽ tăng hơn nhiều. Thì nhân đây thì cũng không cũng xin chia đều cái phước mà cũng không đã làm, nhất là cái làm trong ngày hôm nay, thì từ vị Phật tử trong đạo tràng, và mong cho từ vị Phật tử trong đạo tràng được an vui. Dạ, cũng không xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Sư Tâm Phương đưa ra câu hỏi, Thượng tọa Quang Không đã giải thích xong. Và bây giờ Sư Tâm Phương nghe có hợp lý không? Nghe có quan hỷ hay không? Và ý kiến thế nào? Bởi vì sau khi mà Thượng tọa Quang Không trả lời thì Sư Tâm Phương cũng phải chát lên hoặc là phải đưa tay lên có ý kiến ha. Chị Kim hả? Chị Kim hỏi thưa sư thế nào gọi là cải chánh tri kiến, chứ không phải là trả lời câu hỏi của Sư Tâm Phương hả? Alo, chị Kim ơi, chị Kim đâu rồi? Chị Kim đâu còn ở trong room nữa đâu. Quý vị thấy Sư Kim không? Sư Kim bỏ của chạy lên người rồi. Vậy thì bây giờ Thượng tọa Quang Không trả lời là trả lời câu hỏi của Sư Tâm Phương, chứ không phải là trả lời câu hỏi của Sư Kim. Đúng rồi, thì trả lời câu hỏi Sư Tâm Phương thì Sư Tâm Phương cảm thấy thế nào với câu hỏi đó? Bởi vì cái mục đích của Thượng tọa Quang Không đưa ra những cái điều rất là thực tế về chiếc xe lăn, tức là bố thí cho người ta mà người ta không hài lòng. Thì ở đây xin nhấn mạnh lại cái vấn đề bố thí nó phải hợp thời nữa, chứ không phải là không, gọi là ca lát đà nạ, bố thí hợp thời, đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng. Mà bố thí hợp thời là một cái điều mà rất là thích nghi. Thì đây có 5 vấn đề. Bố thí cho người mới đến nè ha. Người cư sĩ hộ độ cúng dường để một vị tỳ kheo là khách tăng ghé qua đường, ghé qua địa phương, ghé qua cái chùa của mình. Thì như vậy đó là bố thí hợp thời. Tức là người ta mới tới nè ha, chừng ướt chừng ráo nè, thiếu này thiếu kia, cũng giống như Thượng tọa Quang Không lâu quá hôm nay mới đến đạo tràng nè, chúng ta phải tiếp đãi như thế nào, phải tiếp đãi như thế nào cho nó hợp thời. Đó là cách thứ nhất ha. Cách thứ hai, bố thí cho người sắp ra đi. Sắp ra đi đây không phải là đi đoàn tụ, mà sắp ra đi khỏi địa phương,
đi ra khỏi cái room này. Ví dụ một người cư sĩ hộ độ cúng dường đến một cái vị tăng, mà vị đó chuẩn bị lên đường đi xa, đi đến một địa phương khác, thì hành trang tư lương của vị tỳ khưu này lên đường cần có cái gì thích ứng, thì đó gọi là bố thí hợp thời. Cách thứ hai, bố thí cho người sắp ra đi. Rồi cách thứ ba là bố thí đến người bệnh. Ví dụ trong địa phương của chúng ta có những người bị dịch bệnh hoặc là đói khổ vì giãn cách một thời gian dài, hết tiền hết bạc và đời sống người ta coi như xuống dốc, vậy thì chúng ta bố thí đến những người đó, đem lại sự an vui cho những người đó, đến những người bệnh, đến những người mà có bệnh về thân, bệnh về tâm vân vân, thì đó chính gọi là bố thí hợp thời. Đó là cách thức thứ ba. Cách thức thứ tư là bố thí đến những cái người trong cái hoàn cảnh bị đói kém. Thì ở đây cũng rất là thực tế, chúng ta cảm thấy một thời gian coi như 3-4 tháng bị cái vấn đề coi như giãn cách, và thế là có tiền cũng đói, mà có không có tiền cũng đói, tức là ở trong nhà. Thì bây giờ cái đời sống của chúng ta như thế nào? Nghĩa là khi mà chúng ta cảm thấy rằng mình có thể san sẻ chia nhau để mà sống, thì đó là cái lúc mà chúng ta đang khổ như thế này, đang đói như thế này. Đó là một trường hợp hợp thời nhất trong cái cách bố thí. Và cái cách thứ năm là ưu tiên cho các cái bậc có giới hạnh, những cái gì đầu mùa như là trái cây mới có. Khi mà đầu mùa hoặc là trồng lên có những cái sản phẩm nào mà chúng ta cảm thấy rằng đây là cái loại quý tốt, mà quý tốt như vậy thì chúng ta đối với những bậc hữu ân, những bậc thầy tổ, những bậc có đức hạnh giống như cha, giống như mẹ, hoặc là những cái bậc có giới đức, thì chúng ta bố thí lúc đó chính là bố thí hợp thời. Vậy thì khi mình làm phước, mình bố thí đến những vị tỳ kheo, những bậc trí, những bậc có ơn đức, thì chúng ta đúng lúc đúng thời thì cái phước nó sẽ cao quý hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta bố thí như vậy thì cái điều lợi ích hay là cái quả báo nó sẽ đến chúng ta, tức là được nhiều người thương mến. Do cái vấn đề ly tham, chúng ta không bổn sẻn, không chấp thủ, không keo kiệt, cái tâm vị tha của chúng ta được nhiều người thương mến. Bởi vì cho ra, tức là chúng ta sẽ thu vào rất là nhiều, chứ không phải cho ra là hết. Cho ra, nhưng mà rồi sự an vui đến với chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến, thì chúng ta cũng cảm thấy an lạc do sự bố thí. Vậy thì cái điều thứ nhất này, được nhiều người thương mến. Rồi thứ hai là sao? Các cái vị thiện trí thức, các cái vị ân nhân, các cái vị chân nhân, các cái bậc hiền trí, họ thấy cái hành bố thí của chúng ta, họ hoan hỷ, họ thân cận, họ gần gũi. Mà thân cận được với các bậc thiện trí thức thì chúng ta học hỏi nơi các ngài rất là nhiều. Nhất cận thân nhì cận lân mà đối với các vị thiện trí thức, các cái vị chân nhân, các vị hiền trí, chúng ta giống như đi vào nơi ánh sáng, tâm của chúng ta cũng được rộng mở và thiện sự của chúng ta càng phát triển nhiều hơn. Đó là điều thứ hai, được các bậc hiền trí thân cận. Rồi cái điều thứ ba, lợi ích của sự bố thí là như thế nào? Là danh thơm tiếng tốt được loan truyền
Tức là chúng ta nói cọp chết đi da, người ta chết đi tiếng. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta bố thí ha, thì quý vị biết rằng cái giới đức, cái danh thơm của sự bố thí này bay ngược gió. Thông thường bay xuôi theo chiều gió, nhưng mà cái hương giới đức của chúng ta, nhất là sự bố thí, thì cái danh thơm tiếng tốt này nó truyền đi khắp nơi, loan truyền đi khắp nơi. Đó là một cái điều mà lợi ích của sự bố thí. Rồi điều thứ tư, không đi lệch cái đạo đức của người cư sĩ. Người cư sĩ là bố thí, trì giới, tham thiền, thì cũng đường đi của một người cư sĩ từ nhân sản mà muốn đạt đến thiên sản, thanh sản, thì chúng ta thấy rằng đây là một con đường đi hợp pháp. Chúng ta khi quy Phật Pháp Tăng, chúng ta thọ trì quy giới, và chúng ta thể hiện được cái hành bố thí là ly tham, thì như vậy không đi lệch con đường đạo đức của một người cư sĩ. Và cái điều cuối cùng là cái điều quan trọng. Quan trọng ở đây không phải nói sau khi chết được sanh vào nhàn cảnh, mà chính trong cái cuộc sống của chúng ta, do sự bố thí này, sự an vui nó đã đến với chúng ta rồi. Chúng ta đã sống trong nhàn cảnh rồi. Cái nhân mà chúng ta bố thí trong hiện tại, cái quả nó cũng trả trong hiện tại, chứ không phải là sau khi chết mới sanh về thiên giới. Đây là một điều mà quý vị thấy rằng quả báo nhãn tiền do cái sự ly tham. Nhưng mà thường tọa quán không chắc là lâu quá mới đến với đạo tràng, và thấy đạo tràng đông như thế này thì thường tọa có vẻ run khớp hay sao á. Không đi vào chi tiết mà nói một cách đại cương. Sư Tâm Phương cũng hoan hỷ ha. Rồi bây giờ còn bao nhiêu nữa, bao nhiêu phút nữa? Cái giây phút này là cái giây phút quan trọng. Sư Tâm Phương, sau khi mà nghe pháp thỉnh thượng tọa quán không phút chút rồi hồi hướng, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ rồi. Rồi sau khi nghe thượng tọa quán không trình bày, bây giờ là cái lúc mà Sĩ Tâm Phương phải sám hối, rồi cũng thỉnh thượng tọa quán không phút chút, rồi khi đó Sĩ Tâm Phương hồi hướng, và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Rồi bây giờ mời bàn tay Sĩ Tâm Phương đặt câu hỏi hay, thượng tọa quán không trả lời vắn thắt quá, chắc là hết giờ. Thôi thì bây giờ mời Sĩ Tâm Phương hoan hỷ sám hối, rồi thỉnh thượng tọa quán không phúc chúc, rồi hồi hướng để kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Alo, mời bàn tay Sĩ Tâm Phương. Dạ, con kính cảm ơn Ngài đã nhắc nhở. Dạ, dạ con xin sám hối Phật Pháp Tăng. Uttamang ge na wan de hang ba da ban sum varuttamang utthe yo kalito do so buddho kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần, giữ chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thanh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đêm Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng thầm măng cha đu với thầm quá rằng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ta tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khang cha du vi thô ta mang sang khe yo kali to do so sang kho khamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo
là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, thời gian vừa phải lẽ. Dạ, chúng con rất là tri ân bạch sư Quán Không. Dạ, con kính chúc sư một đêm một ngày an lành, một đêm an lành. Và con có gì sơ suất thì con mong rằng sư cũng sẽ xá tội cho con. Dạ, và mà sau là con xin cùng thỉnh sư trở lại với room để bạch sư hoan hỷ chúc phúc cho Phật tử chúng con ạ. Con xin kính nhân mít lại cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào thầy cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, con xin mở khóa thích kinh phúc chúc nhẫn để hoàn mãn chương trình sinh hoạt sáng hôm nay. Và tu sa pa mangalang rakhan tu sa pa de va pa sa pa buddha nu pa ve na sa da so thi pa wan tu te va tu sa pa mangalang rakhan tu sa pa de va pa สัพพะธัมมานุปาเวนะสะดาโสทีภควันตุเตภควะตุสัพพะมังคลังราคันตุสัพพะเดวะตาสัพพะสังฆานุปาเวนะสะดาโสทีภาวันตุเตจิตธัมมะตุสิทธัมมะตุสิทธัมมะตุอิดังพลังเอตาสมิณรัตนาปัญญาสมิณสัมปัสสะนะเจปะโส tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lành thay. Dạ, phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là bất trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh ai biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hoa thành thực phẩm mũi hương thọ lòng. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, cũng vừa phải lễ rồi, bây giờ chị con xin nhường mic lại cho chị Nhật Quỳnh để chị Nhật Quỳnh đóng room giùm. Thật, Nhật Quỳnh nhận nhầm mic nha cho Tâm Phương.